41,0,9, 0,8 độ. Nghị của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Liệu làm cột mốc là đá hoa cương nguyên khói với tổng trọng lượng trên 1 tấn, có hình trụ tam giác ba cạnh hướng về ba nước. Kể từ khi hoàn thành suốt 12 năm qua, cột mốc ba biên Việt Nam, Lào, Campuchia là điểm đến của người dân cả nước và nhiều đoàn khách quốc tế. Mình tên là Kim Hạnh, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin chúc tất cả được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một điểm đến, đó là cột mốc biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia, nơi mà người ta thường gọi một con gà gái mà cả ba nước đều nghe. Thì đường đi cũng không có khó, được trải bê tông hết, mà từ thành phố Kon Tum mình sẽ đi lên đây. Đi xe du lịch được lên nha cả nhà, 7 chỗ xe lên thoải mái, xe Honda đi, ai ta lái cứng thì sẽ chạy lên những đường đèo núi. Mà đi thì lên sẽ có chốt biên phòng, người ta sẽ kiểm tra chứng minh của mình, người ta sẽ giữ lại chứng minh để mình tham quan xong rồi mình sẽ trở xuống. Mà ở đây thì tham quan hoàn toàn miễn phí vé, nơi đây thì cũng có bán hàng miễn thuế, quà lưu niệm thôi. Mà đây là cột mốc thì độ cao ở 1086 m, tọa độ B 13 độ, 41,0,9, 0,8 độ, L thì 107 độ, 33, 27, 79 độ. Và đây là những bậc thang, tới đây là không còn xe chạy nữa, mình sẽ di chuyển lên để mình check in cột mốc. Nếu mình là chia sẻ video đến cả nhà có xem thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Mời cả nhà đồng hành mình tham quan. Và mình sẽ di chuyển lên những bậc thang. Bậc thang ở đây được làm bằng đá hoa cương hoàn toàn. Muốn chinh phục ngã ba Đông Dương này từ thành phố Kon Tum thì cả nhà sẽ đi theo hướng quốc lộ 14E về phía Tây Bắc, là đường đến cửa khẩu Bờ Y. Cả nhà biết làm sao mà được gọi là ngã ba Đông Dương không? Bởi nơi đây là vị trí tiếp giáp của ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, nằm ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cột mốc ngã ba Đông Dương được xây dựng vào năm 2007 và hoàn thành vào năm 2009 trên đỉnh núi cao với độ cao 1086 m so với mực nước biển. Và tới đây là mình thấy đằng xa là cái cột mốc rồi cả nhà. Thì cột mốc ngã ba Đông Dương này á, thì cách ngã ba Đông Dương khoảng 3 km, cách thị xã Pleikon, huyện Ngọc Hồi khoảng 14 km, cách thành phố Kon Tum khoảng 74 km. Phía Việt Nam là tỉnh Kon Tum, phía Lào là tỉnh Atapu và phía Campuchia là tỉnh Ratanakiri. Đây có một cái bia đá thông tin cột mốc biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Đây là một trong những cột mốc có một vị trí đặc biệt, nơi mà một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe. Vào năm 2007, với tinh thần hợp tác của chính phủ và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong thực hiện giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ, cột mốc ba biên đã được xây dựng và hoàn thành vào năm 2008. Cột mốc là biểu tượng của sự tin cậy, đoàn kết trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Được biết, chất liệu làm cột mốc là đá hoa cương nguyên khói với tổng trọng lượng trên 1 tấn, có hình trụ tam giác ba cạnh hướng về ba nước. Kể từ khi hoàn thành suốt 12 năm qua, cột mốc ba biên Việt Nam, Lào, Campuchia là điểm đến của người dân cả nước và nhiều đoàn khách quốc tế. Cột mốc thì có hình trụ. Đây là cột mốc nè cả nhà, bằng đá hoa cương
đặt trên cái đế trụ tròn. Bên đây là mặt quốc huy Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam 2007. Và bên đây Campuchia cũng 2007, cái biểu tượng. Bên đây là Lào. Đây là Lào. Đó, trên đây toàn cảnh ở trên cột mốc. Đó, có phía biên giới giáp danh. Ở đây là cũng mỗi cái cầu thang để bực đi xuống đó, cả nhà mình tham quan dòm để nhìn thấy xuống toàn phía núi dưới. Ở đây là cái những bậc thang, cái cửa bên nước biên giới của Lào, để chữ Lào đi lên rồi cả nhà. Lào, Lào. Hồi nãy mình đi lên bậc thang là của Việt Nam mình. Giờ mình đi qua cái cửa bên Campuchia nha cả nhà. Cửa Việt Nam mình là khỏi biết rồi, nãy mình đi lên bậc thang là tổng cộng có 160 bậc thang. Đây là Campuchia nè. Cái chữ nè, cửa. Bên này cũng có những cái bia đá đó, chỉ giữa biên giới ba nước luôn. Cũng có những cái quốc huy hiệu của các nước bạn á. Đó, bên đây mình sẽ nhìn thấy xa nè. Đó, đằng xa xa. Còn bên đây là cái bia đá là cờ của ba quốc gia, ba nước. Cờ Campuchia nhìn đẹp phết nhỉ. Giống như cái tòa tháp ha. Tháp là của Lào nhỉ? Hay là Lào là... À, là... Tháp là Campuchia. Tháp là Campuchia. Thủ đô Phnom Penh đó. Mình cũng đi xe máy để mà hướng dẫn cho cả nhà đi cái đoạn đường nào đến check-in cái cột mốc của ba nước. Một con gà gái, cả ba nước đều cùng nghe. Lào, Campuchia và Việt Nam. Mà nếu mà mình chia sẻ video đến cả nhà có xem á, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và cho mình xin một like. Có thắc mắc gì thì comment với phần mô tả cho mình biết. Và cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem video, và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.